Xin chào mọi người, mình là Trang. Xin chào mọi người, mình là Hà My. Mọi người thường nghĩ là đến phố cổ thì ăn đồ rất là đắt đỏ đúng không? Nhưng mà không nha, hôm nay mình và My sẽ dẫn mọi người đến một cái chỗ mà một cái ngõ ẩm thực. Đồ ăn thì rất là siêu rẻ mà giá bình dân luôn. Mình sẽ cầm 500 này là dẫn My ăn từ giờ đến tối luôn nha mọi người. Let's go, cùng bọn mình đi nha. Chị ơi, cái bún em cô bẻ với lại bún chả thì bao nhiêu một bát vậy? Bún bẻ thì là 35.000 một phần, bún chả thì là 40.000 một phần. Vâng ạ, bún chả thì sẽ có giá là 40 và em cô bẻ thì 35k nha mọi người. Tổng cái chi phí mình với My ăn ở quán này sẽ là hết 75.000. Đâu này của ai này? Đây là quán đầu tiên mà chúng mình đã đặt chân tới ấy. Thì quán này mình và My đã gọi là một bún chả và một bún nem cua bẹ. Thì bây giờ mình sẽ thử cái quán này ăn xem như thế nào nhá. Gọi bún chả xong á, cô sẽ cho vào cái bếp than nhỉ, nhà nướng. Của My nè. Chị ơi, bình thường là chị mở quán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy ạ? 6:30 sáng bắt đầu chị có hàng để bán rồi. Là mở đến chiều 5-6 giờ chiều không? Rất là vừa nha mọi người. Mà cái sa tế của Việt Nam rất là cay. Mọi người cho từ từ thôi. Mà mình cảm thấy nó vừa cay rồi đó, thì mình ngưng. Một cái phần nem của bé này là sẽ có hai cái nem và chị ấy đã cắt sẵn ra cho. Đây, đây. Và đây là bún chả của My thì bún chả thì sẽ cho luôn vào nước ấy, là cái nước nó ấm á, à bún chả nóng luôn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng ăn nhá. Trời ơi. Cay quá. Còn cái vị cay vẫn ở trong miệng chị luôn. Ăn được rau mà nó phải cay. Cay quá. Nhìn ra bên kia. Mình sẽ xin My một miếng bún chả. Tại hồi mình nhìn ở đây mà thấy My gọi bún chả ngon quá mà mình lại gọi bún nem. Cô ơi. Cái phần bún chả của My rất là ngon nha. Em thử một miếng với chị. Ừ, ăn đi. Trả tiền đây. Từ từ đánh miếng son này trả tiền cho nó màu. Bà ơi con gửi tiền. 25.000. Quán này tụi mình đã ăn hết 75.000 và bây giờ chúng mình còn 425.000. Và chúng mình bây giờ là sẽ đi tiếp tục nhá. Bây giờ ngay cạnh cái quán mà mình ăn bún chả thì là sẽ là quán bánh bột lọc. Thì bây giờ mình với My là sẽ bốc vô đây ăn luôn. Mình với My là sẽ gọi là một phần bánh bột lọc với lại một nộm bò khô. Các bạn bên cạnh mình thấy là đến giờ là bánh bột lọc và những cái đĩa bánh bột lọc rất là ngon này. Nên làm là ngon. Chị ơi, cái thời gian mở cửa của mình, quán mình thì như thế nào vậy ạ? Bán đến khi hết rồi, hết thì thôi hay là đến hết thôi đúng chị? Mà thường thường, bình thường là mấy giờ hết rồi chị? 5 giờ hết rồi. Có một nhĩ đúng không? Ờ, với cả chỉ băm. Chị nghĩ là cái vỏ của nó sẽ là bột lăng, à bột năng á. Bình thường là bánh bột lọc của chị bán cái tầm này là hết rồi ấy mọi người. Rất là may mắn. Ngon. Trời ơi, chưa cốc độ luôn á. Này con tôm đỏ nòm rõ luôn này. Nhân này gồm có mộc nhĩ và thịt luôn nha. Nào, ăn một miếng này xong rồi. Ngon không? Ok, em thử nhá. Dùng cái gì đánh giá mặn mặn lắm. Bánh nhà chị ngon thật rồi.
Ngon đúng không? Mình ăn với cua kèm với rau sống nhá. Cái bột nó kiểu dai dai mềm mềm. Tự nhiên tôm thịt mộc nhĩ nhưng mà đậm đà nó giòn giòn nó sật sật sật. Chỗ nó đã cái miệng lắm mọi người. Ngon ngon. Xin lỗi thế nhưng mà bí ngon cho nên là cẩn thận phải ăn. Chị ơi cho em tính tiền với. Quên hết 25.000 năm cái. 25.000 thôi ạ. Cho em. Chị ơi em gửi tiền. Thì số tiền mình còn lại là 400.000 tròn nha mọi người. Nên là hai quán ăn rất là nhiều đó. Sầu riêng luôn mọi người. Gửi mùi thơm mùi. Thơm nó ngon. Em ơi chị gửi cho em. Của mình thì mình sẽ gọi chè sầu. Còn của My là My gọi chè thập cẩm nha. Nhiều người sẽ không ăn được sầu. Ví dụ như là My đây. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là sợ sầu luôn. Còn mình thì mình rất là thích sầu. Để chọn miếng ngon ăn cho nó ngon miệng đó. Ngon lắm. Ngon. Đây có một ít chè bưởi thì ăn nó trước. Chè bưởi bữa chị ăn mới ngon. Ngon. Cái này nhiều topping. Ăn chè phải hút cái này mới ngon à. Đấy cái nước rửa bát đi. Ngon. Hai chị em đi đâu có ăn. Mát. Đã. Đã khác đúng không? Ừ. Nước thì phải hút. Không thích ăn đồ ngọt đâu nhưng mà ăn này á, phá hết luôn này. Nhưng mà cái chè nó không có ngọt lắm. Đúng rồi, nó ngọt vừa, nó không có ngọt lắm luôn á. Em gửi tiền đấy. Em 45. Đúng rồi, chè sầu 25, chè thập cẩm 20. Biết đái à. Rồi, em xin. Ngân sách của chúng mình còn 355.000 nha. Cho cháu hai đĩa bánh tôm ạ, hai phần thôi. Vâng. Nước chấm này. Vâng. Vâng, con xin. Đây là món bánh tôm nha mọi người. Và đây là cái món ăn cuối cùng trong cái ngõ này mà hôm nay chúng mình đi. Đây là còn rất là nhiều quán nhưng mà do mình đi muộn quá nên là hầu như là đóng hết rồi ấy. Đấy, nhìn đuối chưa? Nhìn đuối là bây giờ chúng mình phải gấp và phải ăn rồi đã. Rồi mình test luôn nhá. Đó. Thêm miếng rau vô. Đó. Ngon miếng tôm em. Thì muốn làm cái bánh tôm này trước tiên là phải có bột mì trước này. Bột mì, khoai, còn tôm. Và thêm cái bí quyết gì nữa thì mình không có biết. Và đặc biệt của nó bánh tôm là phải giòn thì mới ngon nha. Trời ơi, ăn cả cái mụn cào có mũi vàng cái ngõ như vậy là chúng mình bây giờ đã rất no rồi. Mà còn hai miếng là không ai có thể mà nhét nổi vào miệng, vào cái bụng nữa rồi. Nên bây giờ chúng mình sẽ kết thúc cái cuộc vui chơi ăn uống ở cái ngõ này tại đây. Bây giờ chúng mình sẽ thanh toán tiền xem hết bao nhiêu nhá. Cô ơi, cháu gửi tiền. 48.000 con ơi. 48.000. Trang ơi. Vâng, con xin ạ. Còn tận là 307.000 nha. 307.000 mà ăn no căng bụng mỗi cái ngõ này thôi đó. Ăn hết cả cái ngõ mà hết có 200.000. Là mới có đoạn chiều thôi, còn đâu là cái vụ tối nữa đúng không? Bây giờ thì next câu, đi nha.
chúng mình bây giờ đi uống nước thì mình mới đi vòng vòng là mệt lắm rồi. Mình đã gọi thêm một người bạn của mình nữa là Phương Anh ra để chúc vui cùng. Chào mọi người. Và thêm một thành viên mới nữa chính là bạn Gucci. Giờ này bạn làm đâu rồi? À, tôi làm ở cái chỗ ngày trước bà giới thiệu ấy, ở Việt Cô Bio. À, chị marketing luôn. Đây là món kem dừa côn đảo Hữu Xoài nha mọi người. Nhìn nào. Có dừa, còn có dừa khô, dừa rắc bên trên luôn này. Nhìn rất là ngon. Giờ ngồi mông lâu rồi đói mà. Đi ăn gì được nhở? Ăn ngan chế tỏi không? Có, đi đi. Nhưng mà ở đâu vậy? Ở ngay bên kia thôi. Đi thôi, đi thôi. Khoan đã, phải trả tiền đã. À đúng rồi. Chơi tính tiền em với. 230.000 đúng không ạ? Ai nó là ăn đầu, nó ăn đầu túi. 230.000. Nhưng mà cả 227.000 đúng không? Chơi 227.000 đúng không ạ? Ai em cảm ơn mua quan hỉ. Em cảm ơn nhá. Em cảm ơn chị. Đi thôi, lãi 3.000. Lấy 3.000 mọi người ạ. Đi thôi. Let's go. Ngồi ghế này. Nào. Menu khủng nồi nha mọi người. Qua cả nhà nhân đặc sản là bún này là bán sẽ rất là quán là ngan cháy tỏi, chín non vương tỏi, chín đen, tư bừng này. Tất cả đều 2 xong một đĩa. Ba người làm 2 đĩa này ngon này. 2 đĩa là hợp lý đúng không? 2 đĩa. Ở đây cái món nào đặc sắc nhất? Đây đây, cháy. Cháy tỏi đúng không? À đây rồi. Rồi ơi, menu khổng lồ của anh ơi. Menu khổng lồ. Rồi một cháy tỏi nhá. Đi chợ nào, về đi chợ nhá. Hay là nướng tiêu cay cho nó. Cho nó được dầu mỡ. Thì thoải mái. Mọi người, con Gucci thì được miễn phí, còn tụi mình thì không. Để sau khi mà ăn uống no say và đi chơi thì chúng mình còn 50.000, còn lại 50.000. Cái video của chúng mình này bây giờ là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like và subscribe cho bên mình nha. Bye bye. Bye bye.